Đây là bột mì này. Đây là cái tốc độ điều chỉnh dao này, công tắc điều chỉnh dao này. Nhanh chậm mình có thể điều chỉnh này. Trời ơi. Là như vậy nên nó. Mình để vừa phải, tốc độ quay vừa phải này. Còn đây tốc độ trục xoắn này. Đấy. Thầy ngô. Thầy ngô. Anh ấy bỏ đi. Rồi, để cho chú Nam nào. Ta muốn chỉnh cho nó tăng ga này, ta giảm đi một tí này, ta giảm đi một tí này. Đấy, giảm đi thì nó ra nó sẽ dài. Đó, ra nó sẽ dài hơn một chút nhá. Đấy. Đây đang làm việc. Bột nó tỷ lệ với cái khoang, nó cũng phải đầy nhá, thì bột nó ra nó sẽ đều nhá. Đấy. Khoang nó đầy thì bột nó sẽ ra nó sẽ đều. Bỏ hết vô đây, bỏ hết vô nhá. Khoang nó phải đều nhá. Bên đây thì khi bột ra nó sẽ rất là đều nhá, còn khoang ít thì nó sẽ đấy nhá. Tính từ bắt đầu những cái cục bột nó đều ra. Tám gram. Đấy. Nó cũng sẽ xem nhá. Ê. Đấy. Chú Nam ơi. Em Sugar đang rửa tay mà Sugar làm bẩn. Mà Sugar đang sờ. Rồi. Chú Nam mặc tôi.